Mọi người biết đây là sản xuất bằng gì không? GFLC. Tất cả sản phẩm này nhá là bên em sản xuất bằng công nghệ là máy phun phào chỉ GFLC. Đấy, thì chất liệu của nó chỉ có xi măng, cát và sợi thủy tinh thôi. Đấy, hôm nay thì em Thiện đến trực tiếp công trình cung cấp các sản phẩm phào chỉ GFLC. Ngoài ra thì không phải là cung cấp không, mà bên em là ngoài cung cấp ra, bên em còn thi công lắp đặt cho dự án. Tức là những cái sản phẩm mà bên em sản xuất ra là bên em sẽ tự cung cấp và tự lắp đặt. Đấy, phục vụ cho khách hàng đến khi hoàn thiện. Đấy, đây là các sản phẩm mà phào chỉ nhá. Đã vận chuyển đến đây rồi là đợi để cho thợ lắp cái căn này đây mọi người nhá. Đấy, em Thiện sẽ quay các phần phào chỉ mà bên em đang lắp dở mọi người nhá. Đó. Sau khi mà vận chuyển đến công trình thì sẽ lắp đặt, đây em Thiện sẽ giãn ảnh ra để cho mọi người xem là khi thực ra thì có rất nhiều người ấy, cũng quan tâm đến sản phẩm này nhưng mà bảo là không biết thi công, không biết lắp đặt như nào. Đấy, thì em Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp đặt đấy nhá. Sau khi mà bên em đây nha, để em Thiện quay lại cái này. Sau khi mà sản xuất ra thì sẽ tạo lỗ sẵn cho khách hàng. Đây có lỗ nha, những cái lỗ này là lỗ để mà khoan lỗ vào tường rồi để bắt ốc vít. Đấy. Thế tất nhiên là có những cái sản phẩm mà nó không sẵn lỗ, vì là nếu mà không khoan lỗ thì cái người thi công người ta sẽ tự tạo lỗ vẫn được. Đây nha, đây nha, em Thiện sẽ giãn ảnh ra quay cái vòm này cho các bác xem. Đấy, đây nha, cái vòm này là thợ lắp xong nha, đang vừa lắp xong, bây giờ chỉ đợi cắt một cái đầu ti nữa là xong thôi. Đây nhá. Cái vòm này là lắp sản xuất sẵn cái vòm rồi đấy, thợ chỉ có việc gắn lắp lên đấy. Đây gắn lắp nha, đấy. Đấy bắt ốc vít là thế thôi. Thì cái độ dày và thưa của ốc vít thì nó phụ thuộc vào tấm phào. Tấm to thì làm dày mà tấm nhỏ thì làm thưa, hoặc là to nữa thì chúng ta có thể làm một đường vít, hai đường vít, ba đường vít phụ thuộc vào phào. Đấy, thì đây là bên em Thiện là cũng đã lắp cho cái dự án ở Bắc Giang này rất nhiều căn này rồi nhá. Đấy. Thế là sau khi sản xuất ra là lắp đặt hết cho khách hàng. Đấy, nhưng mà với số lượng nhiều nhá, em Thiện xin nhắc lại là nếu mà số lượng nhiều căn thì bên em sẽ đi thi công. Nhưng mà nếu mà số lượng ít căn thì bên em Thiện sẽ sản xuất sẵn. Đấy, sản xuất sẵn như này. Các bác về chỉ việc lắp đặt thôi. Đấy. Đây nhá, các phần sản xuất sẵn đây. Đấy, nếu số lượng ít thì em Thiện sẽ sản xuất ra cho các bác. Thì các bác ở công trình các bác tự chát, tự gắn lắp. Đấy. Hiện tại thì thợ nhà em để em đứng xem ở trong này. Em quay gần lên cái tấm phào mà đang lắp dở cho các bác nhá. Đây. Thực ra thì ở đây nó đang có lưới ấy, thì nó hơi khó nhìn. Đó, đây. Đây nhá. Đây giãn ảnh ra này. Đấy, những cái tấm phào mà đã lắp đây, đấy. Ví dụ như cái tấm phào này nó đang rộng khoảng 40 phân. Chưa đến 40 đâu. Thôi cứ cho là 40 đi, nó khoảng đấy. 40 thì sẽ chạy một đường ốc vít, hai đường ốc vít. Đấy nhá, đấy mọi người nhìn nhá. Đấy. Hai đường ốc vít để chạy song song. Đấy, chúng ta có thể làm 30 phân, 40 phân một cái vít thế nhá. Đấy, bây giờ chỉ còn mỗi việc là đề co vào nữa là xong thôi. Đấy. Thì tất cả các phần phào này là bên em sẽ sản xuất hết đúc bằng GFLC cho các bác. Đấy. Đấy, thì bên em sẽ làm sẵn thì các bác chỉ có mỗi cái việc là gắn lắp thôi. Đấy. Bác cần sản phẩm gì hãy kết nối nhé. Em Thiện thì vẫn là bên Minh Thiên, còn phía bên này là những cái đống phào mà đã sản xuất ra, bây giờ chuyển đi rồi, bây giờ chỉ đợi vận chuyển đi để chuyển lên công trình để lắp thôi. Đây. Đấy, đấy, công trình nó ra đặt để ra ngoài, tắt ra đây để gắn lắp. Kể cả những phần con bọ này thế nhá. Bọ này cũng có lỗ. Ví dụ như con này là không có lỗ này. Là vì con này là bên em đúc khuôn mềm thì nó cũng có những cái nó không tiện khoan lỗ, thì chúng ta sẽ tự lựa thấy chỗ nào dày nhất thì chúng ta khoan lỗ vào chỗ đấy thôi. Đấy. Chỗ nào dày thì khoan lỗ. Đây nhá, thì còn đây là vẫn là cái phào mà em sẽ vẫn quay ở trên xưởng đấy, cái tấm phào to 1 mét, hơn 1 mét đấy. Đây nhá. Đây. Đấy. Độ dày thì từ 2 đến 3 cm. Đây. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, bề mặt trong và mặt ngoài thì gần như là cũng
cũng cũng đẹp. Tất nhiên là mặt sau thì nó không cần thiết đẹp lắm, nhưng mà cơ bản là cũng 1.8, 1.10 để mà cái phần chỉ và những cái chỗ lồi lõm thì sẽ cố gắng là cho nó đều nhau để cho cái tấm thảo nó đỡ nặng. Nguyên vật liệu thì chỉ có xi măng, cát và sợi thủy tinh thôi các bác nhé. Tất cả các phần số lượng phào chỉ mà nhiều thì bên em sẽ trực tiếp đi lắp đặt hết cho khách hàng, nhưng mà ít thì em sẽ sản xuất ra nhé, cho các bác tự lắp lấy. Vừa là đỡ tốn công, các bác sẵn thợ thì các bác làm cho thợ lắp đặt thì đỡ tốn công. Đó, đây, các sản phẩm. Các bác cần sản phẩm gì, khuôn mẫu hay là sản phẩm tự lắp đặt hay như thế nào nhé, thì hãy kết nối để bên em thiện sẽ phục vụ hết cho các bác nhé, từ A đến Z luôn. Đó, em thiện xin chào và hẹn gặp lại.